Xin chào tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Mac Daily ngày 6 tháng 12. Một thông tin mà fan của Samsung và chủ nhân của những chiếc Note 7 yếu mệnh rất quan tâm, đó là nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ của chiếc Galaxy Note 7 đã được lộ diện. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin cụ thể cho các bạn. Một báo cáo mới nhất từ Instrumental, tổ chức điều tra riêng biệt trong các vụ việc liên quan đến sự cố cháy nổ của chiếc Galaxy Note 7 trước đây đã nêu bật lên nguyên nhân chính khiến chiếc điện thoại này phát nổ là thuộc về vấn đề thiết kế. Cụ thể, khi tìm hiểu cấu trúc bên trong của chiếc điện thoại này, Instrumental đã phát hiện ra rằng việc đặt hai lớp điện cực lithium combat và than trì quá sát nhau và chỉ được ngăn cách bằng một lớp polymer quá mỏng tại vị trí đầu viên pin của Note 7 là nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ. Một khi hai lớp điện cực này bị chạm vào nhau, theo đó, hai lớp điện cực trên đã bị đặt trong tư thế rất nhạy cảm và rất dễ chạm vào nhau khi chiếc Note 7 bị chịu tác động lực uốn cong từ bên ngoài, ví dụ như khi đặt thiết bị trong túi quần sau và ngồi lên ghế. Cùng với đó, thiết kế khung kim loại ôm viên pin 3500mAh có vẻ như quá chật chội để cục pin có thể chịu được áp lực giãn nở cho quá trình sạc. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của thiết bị lại có vẻ quá mỏng để chứa đựng dung lượng pin trên. Và giả sử Samsung sử dụng nắp lưng rời cho Note 7 thì mặt lưng của thiết bị hoàn toàn có thể bị bung ra do áp lực trên. Bản báo cáo của Instrumental cũng nêu lên quan điểm rằng Samsung có vẻ như đã biết đến vấn đề trên và thay vì việc phối hợp cùng với một loạt cơ quan kiểm tra có uy tín tại Mỹ thì họ lại thu hồi toàn bộ chiếc Note 7 và sử dụng chính các công cụ của mình để tự điều tra. Việc chần chừ chưa công bố chính thức nguyên nhân gây nổ của Note 7 có thể nằm ở việc Samsung đã phát hiện ra thêm các điểm yếu khác trong thiết kế của Note 7 nhưng lại đang cố tìm một nguyên nhân nào đó nhẹ nhàng hơn để ém nhẹ nguyên nhân chính. Theo các số liệu được công bố thì Samsung đã mất hơn 5 tỷ đô trong vụ lùm xùm Note 7. BlackBerry vừa cập nhật phiên bản mới cho ứng dụng bảo mật Detect của họ trên hệ điều hành Android. Dĩ nhiên là ứng dụng này vẫn chỉ được sử dụng độc quyền cho các điện thoại Android của BlackBerry như Breeze, Detect 50 và Detect 60. Việc phiên bản mới của ứng dụng Detect sẽ đánh giá tốt hơn trạng thái được bảo vệ của thiết bị và đảm bảo dữ liệu ngoại tuyến luôn trong tình trạng được mã hóa ở mức cao nhất, cũng như giúp người dùng phát hiện các dữ liệu có nguy cơ bảo mật thấp và thực hiện những thay đổi để sửa chữa vấn đề. Dù BlackBerry chỉ mô tả đơn giản phiên bản Detect mới này có vài chữ là sửa lỗi và cải tiến, nhưng thực sự công ty Canada đã tìm ra và sửa chữa một lỗi nghiêm trọng khiến ứng dụng cảnh báo sai tình trạng của thiết bị. Cụ thể, trước đây nhiều người dùng phản ánh việc ứng dụng Detect cũ luôn thông báo tình trạng thiết bị ở mức báo động dù họ chẳng hề cài đặt bất kỳ phần mềm hay dữ liệu đáng ngờ nào, cũng như thiết bị không hề gặp bất cứ vấn đề gì và chỉ có thể khắc phục lỗi trên bằng factory reset toàn bộ thiết bị. Bản cập nhật mới của Detect đã khắc phục được vấn đề này. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc BlackBerry Android, hãy cập nhật ngay lập tức ứng dụng Detect bằng cách kiểm tra cập nhật trên cửa hàng Google Play Store. Hẳn là các bạn còn nhớ việc Apple đã từ chối mở khóa chiếc iPhone của một nghi phạm khủng bố theo lời đề nghị của FBI đầu năm nay chứ? Và sau đó cơ quan an ninh này đã phải chi tiền cho một công ty khác để mở khóa chiếc điện thoại trên. Có vẻ như cảnh sát Anh đã rút ra được bài học từ người đồng cấp Mỹ và họ đã thực hiện một cách khác khôn ngoan hơn so với người Mỹ trong một vụ án tương tự. Cụ thể là thay vì đem vụ việc ra tranh luận trước tòa án như FBI thì cảnh sát Anh đã quyết định tự hành động trước cả nghi phạm bằng cách tước chiếc điện thoại iPhone của nghi phạm trước khi hắn có thể khóa thiết bị lại. Theo ghi nhận của BBC, Sở Cảnh sát tại vùng Metropolitan Anh đang điều tra một vụ việc liên quan đến một nhóm lừa đảo để sử dụng thẻ tín dụng ăn cắp để quy đổi các món trang sức có giá trị. Kẻ tình nghi số 1 trong vụ án trên có tên Gabriel Yu và cảnh sát đã theo dõi tên này trong thời gian dài. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã để ý tới quy luật bảo mật một chiếc iPhone được khóa, đó là thiết bị được khóa hầu hết trong các trường hợp nhưng lại được mở khóa khi có cuộc gọi đến. Do đó, họ đã lừa tên Gabriel Yu bằng một cuộc gọi giả để hắn buộc phải mở khóa chiếc điện thoại để nghe. Sau đó, bất ngờ tóm gọn tên này và tịch thu luôn cả chiếc iPhone vẫn đang mở khóa. Trong thời gian đó, một nhân viên cảnh sát sẽ liên tục thao tác trên màn hình chiếc iPhone này để ngăn chặn thiết bị khóa trở lại. Các bằng chứng thu được từ chiếc điện thoại đã rất khả quan cho công tác điều tra, bao gồm việc làm rõ tên Gabriel đã sở hữu hàng trăm thẻ tín dụng giả để thực hiện các hoạt động mua bán các vật phẩm có giá trị lớn cùng nhiều đồng bọn khác của hắn. Vụ án kết thúc với án phạt 4 năm rưỡi tù giam cho Gabriel với tội danh mua bán trái phép vũ khí và sử dụng các hình thức tín dụng giả mạo. Vừa rồi là những thông tin công nghệ thú vị của bản tin Mac Daily ngày 6 tháng 12. Và nếu như yêu thích các thông tin của chúng mình thì các bạn hãy để lại một vài ý kiến bình luận về bản tin ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.